Hyundai Stargazer X là mẫu MPV được phát triển trên nền tảng chiếc Stargazer đã được giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2022. Đây là mẫu xe được đánh giá khá táo bạo khi kính chắn gió được thiết kế vát liền mạch với nắp capo kéo dài ra xuyên suốt tổng thể xe. Xe được thiết kế mang tinh thần SUV với lưới tản nhiệt mới tạo hình 3D mạ chrome, nắp capo dập nổi tạo nên vẻ mạnh mẽ. Mẫu xe này có chiều dài 4.495mm, rộng 1.815mm, cao 1.710mm, cùng khoảng sáng gầm xe 200mm. Stargazer X được trang bị 4 phanh đĩa, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh. Mặt ca lăng được thay đổi trông hầm hố hơn, nắp capo có thêm 2 đường gân dập nổi thể thao, đèn LED có thể xuất hiện ở các phiên bản cao cấp, giá nóc hỗ trợ để đồ. Xe được trang bị động cơ xăng 1.5 lít, sản sinh công suất 113 mã lực và mô men xoắn 144 Nm, hộp số CVT. Hyundai Stargazer X được phân phối với 3 phiên bản là tiêu chuẩn, X và X cao cấp cùng 7 màu tùy chọn. Giá bán của xe dao động từ 489 triệu đến 599 triệu đồng.